Xin chào các bạn. Bây giờ là 11 giờ thứ bảy. Hôm nay là mùng 2 tháng 11 2019 rồi, sắp hết năm rồi. Hôm nay chia sẻ với các bạn một ca rất vi diệu. Mà hôm nay cũng là buổi cuối để chia sẻ rồi cho các bạn về cụ thôi. Thì mai cụ về quê rồi. Cho nên là người hôm nay nó hơi mệt mệt. Mình vừa chữa và chia sẻ các cụ, đây là một ca rất vi diệu và thành công, mình cảm thấy tuyệt vời. Cụ 73 tuổi người Nam Định. Cụ 73 tuổi người Nam Định, cụ thoát vị đứa đệ ngã, tất cả con cháu họp và đi mổ. Xong là trước khi cụ muốn mổ, cụ sang đây cụ hỏi, cụ bảo theo thầy là có nên mổ không. Nhưng mà thầy có khuyên là cụ đừng mổ, vì thật ra tuổi cũng cao rồi. Hiếu ơi, bên đấy ồn quá, đừng nói chuyện nữa. Mấy cái bệnh nhân bên phòng kế bên ồn quá. Nên chia sẻ với các bạn là cái cụ này, cụ tất cả con cháu họp đi mổ thì có sang hỏi thầy để khuyên được mổ. Thứ nhất là có cụ nó rất nhẹ, không phải là nhẹ lắm nhưng bị ngã, nhưng mà nói chung là khắc phục được, chữa được. Thế là cụ không mổ đối đầu, cụ sang cụ chữa. Hôm nay 6 buổi và hôm nay là buổi cuối, cụ khỏi hoàn toàn. Đi lại, đi bộ sang đây chữa hơn cây số, đi bộ về không làm sao. Và rất tuyệt vời. Ngày mai thì cụ về quê cụ ở Nam Định. Hôm nay là cụ Dũng chia sẻ với các bạn, để cho các bạn có thể biết được rằng khi các bạn có niềm tin thì mọi thứ đều có thể làm được. Kể cả công việc, cuộc sống, ngoài đời cho đến bệnh tật cũng thế. Chúng ta có niềm tin vào nó. Nên tôi nói các bạn nhiều như bệnh ung thư ấy. Tôi nói nếu mà một người đấy không phát hiện ra mình ung thư có thể sống được một vài năm. Nhưng nếu phát hiện mình bị ung thư có người tháng, không được tháng chết. Đấy cái chết một tinh thần. Đây cũng thế, còn đây cụ thì họp tất cả nhà và đi mổ. Nhưng mà cụ quyết định không đi mổ. Và thưa các bạn, hôm nay 6 hôm, hôm nay là buổi thứ 6, cụ đã được xuất viện về. Cụ ơi, cụ về mà cụ uống nốt cái ít thuốc nam còn lại mà hết thì cụ này bảo con gửi về cho nhá. Vâng ạ. Thế hôm nay cái lưng của cụ thì nó còn thế nào rồi cụ? Tốt quá rồi. Đấy, may mà không mổ, chứ mổ thì hết hơi cụ à. Có phải hơi tí mà đi mổ nó cả với cuộc sống như này, mà muốn mổ là mổ như kiểu mổ con gà, con vịt đâu mà dễ thế. Xong cụ về cụ đeo cái đai đấy vào cụ nhá. Vì cái lưng của cụ giờ nó vẫn yếu. Cụ đeo thêm cái đai đấy vào. Lúc nào cũng đeo. Vâng, nói chung là lúc nằm ngủ thì không phải đeo. Còn lúc cụ đi lại hay cụ xách cái siêu với trước cái đồ gì thì cụ đeo nó vào. Cho nó giữ cái lưng của cụ nó ngay này. Đấy, cụ giữ cho cái lưng của cụ nó ngay vào thì nó sẽ không bị các cái điểm nó xê dịch ra như cụ ạ. Đấy, cụ thấy tuyệt vời không cụ? Thế là hôm nay sang mới được có 6 ngày, thế là cụ được xuất viện rồi nhá. Thế về đã bảo con gái ở quê chuẩn bị mổ gà chưa? Chuẩn bị mổ gà lên cho cụ chưa? Thầy với các cậu chú của thầy, những người nhiệt tình rồi. Và những người nhiệt tình đúng không? Có ai chữa được cụ tốt như thế này đâu. Chăm cụ như thế này.
hôm nay nó không còn chỗ hôm đầu sờ đây, cụ kêu kêu đau, cụ nhớ không? Ông cháu chỉ cần cháu ấn vào cái là cụ kêu đau ngay. Hôm nay thì không đau nữa rồi. Quá tuyệt vời cụ hả? Nhưng mà nó vào rồi, nhưng mà có cụ tuổi nó lớn nên cụ về cụ phải giữ gìn nhá. Cụ đừng có mà lại sách cái vật thì nặng là bắt đầu nó lại ra đấy. Cho nên là nó phải giữ gìn một thời gian sau nó sẽ liền hẳn vào cụ nhá. Là cái điểm nó ra rồi cho vào rồi, nhưng mà nó vẫn yếu. Cho nên nó sẽ rất dễ ra lại, cho nên mình phải giữ gìn nó. Linh ơi, Linh mới Nam vào đây. Đây cụ nói, đây. Cụ nói cảm ơn cụ chia tay đây, hôm nay buổi cuối đây, vào đây. Chào cảm ơn cụ từ chiều rồi, à từ sáng rồi. Sao mày cảm ơn cụ? Đang bảo là cụ cảm ơn hai thằng à, và cả thầy và. Thôi em đi ra ngoài tí. Đi ra làm gì? Cũng như người ở đây cho cháu. Chai rượu cho cụ về nhà cụ bóc thêm nhá. Xong và đưa cho cụ chai rượu với cả đưa cho cụ bánh lên cao cụ về cùng dán nhá. Và đây cụ mở đây để con đưa cho cụ chai rượu, còn biếu cụ chai rượu rồi sử dụng. Con rượu nó đẹp. Linh ơi, Linh ơi, hôm nay buổi cuối cùng thì cụ có muốn nói gì với thầy không? Hôm nay buổi cuối cùng thì rất là cháu ơi thầy với các phụng sự của thầy, thầy với các cháu rất là nhiệt tình cứu chữa rồi cứu chung bệnh nhân khỏi chóng khỏi, vừa làm để vừa động viên nữa, thấy là rất là
chị đưa anh đi cùng mẫu thì là đúng ý nghĩa của nó. Vâng. Thì này con cũng thưa với cụ là lúc cụ sang con không bảo là chữa về chủ yếu để khỏi. Mà mấy cả cụ đừng đi mổ, con khuyên cụ như thế và cụ chữa ở chỗ con cũng được. Còn không thì đi ông đông y làm cũng được, vì thời gian có rất nhiều thầy đông y giỏi, chứ không phải một mình con. Nhưng mà mình đừng có mổ, cái biện pháp mổ là biện pháp cuối cùng được. Khi mình chữa hết cả các phương pháp khác mà không được thì mình ăn mổ. Hơi tí mình đi mổ rất nguy hiểm. Đấy, và cụ sang đây cũng biết một ngày con chữa 3-40 bệnh nhân. Thì chứ không phải là không, và cái ca của phụ nó rất thành công. Thế đấy, thì hôm nay là buổi cuối, con cũng chúc phụ về là mau khỏe mạnh, bình phục hoàn toàn, trông con trông cháu. Thì nó có đưa cái phụ chụp lên cao, với cả chai rượu còn thiếu phụ về phụ bóp thêm về nâng nhá. Vâng, cảm ơn thầy. Để cái con bảo nó đóng cái phụ chai rượu. Cố gắng nha.